Sam núi nha bạn, sam núi trái này mình để nguyên chậu mình gửi cho bạn hai cây. Đây một cây. Nói chung mấy cái này hoành nhỏ nè, cái này hoành 8 9 gì trở lại gì? 8 9. 8 9. Đây một cây. Chiều cao nó được tới cái đoạn này là 26 nè, tới cái ngọn này cắt mốt cắt. Ngọn này chứ chúng mốt cũng cắt bỏ. Cắt lùng lại chúng hay nuôi nha. Một cây. Một cây các bạn. Hai cây. Đây này mình mới uống được nhịp mà chưa có cắt thì á. Hai cây. Cây này là được 11, sát gốc được 11 rồi. Chiều cao nó được 30. Mấy cái này thì nó sống đảm bảo chắc cú nha bạn. Hai cây 450.000 bao ship. Sâm núi trái nha bạn, trồng công nghiệp. Cái này thì chắc chắn trái nha bạn. Cây này mình nhà mình trồng rồi mình khai thác lên rồi mình vô xê lại sống chắc cú rồi. Ta phần mình rải phân phân gà viên nha bạn, phân hữu cơ, hữu cơ mà chứ mình không có rải phân hóa học. Hóa học mình thời gian cây nó suy cũng chết. Hóa học nói chung rải phải có chừng mực. Hai cây combo, hai cây 450.000 bao ship nha bạn, hai cây.